Tập 30. Trời lạnh, uống một chung trà cho ấm người. Nếu thế tử đã tới rồi, không ngại nghe ta nói vài lời. Thế tử vừa mới ngăn cản một trận chiến, chuyện này với thế tử mà nói có lẽ là một việc khủng tráng. Không, đối với ta mà nói, đó chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ. Thế tử gọi đây là một chuyện nhỏ cũng không đáng để chê trách. Dù gì sống chết của vạn dân thế tử không tự mình cảm nhận được, nhưng nếu thế tử phải tự trải qua cái chết, thế tử còn nói như vậy không? Có. Thế tử còn quá nhỏ, còn có rất nhiều chuyện vốn dĩ không hề biết. Nói một cách khác, thế tử vẫn còn lòng tốt. Với người trước nay ta đều không có lòng tốt. Mối thù nhằm phản hồ ta cũng sẽ ghi nhớ. Có cơ hội ta sẽ tự ra tay giết chết ngươi. Thế tử biết rõ ta vốn không để tâm tới cây chết. Sở dĩ ta nói cho thế tử những điều này, cũng hy vọng thế tử đừng nên sợ hãi. Mỗi một người đều trải qua sinh tử, nhưng tử vong cũng như hoa bươm, nó là một lần tái sinh. Thế tử còn nhớ quyển trụ đó hay không? Ta từng nhờ người đưa cho thế tử, thế tử đã không coi xét thật kỹ. Ở trên đời này có một số thứ dù thế tử coi hay không coi, thật ra nó đều tồn tại. Quyển trụ đó là của ngươi, ta đã tự tay đốt đi rồi. Có một số thứ lúc thế tử chưa nhìn thấy được nó, nó sẽ không biến mất. Còn nhớ trước đây thế tử và cô nương tiểu chủ đó đã cùng nhìn thấy, bây giờ đã là lúc nên mở quyển trụ đó ra. Vẫn nên đi tới nơi mà các người quen thuộc tìm cô ấy lần nữa đi. Ngươi đưa ta đến tận nơi này, thực ra ngươi muốn làm gì đi? Nếu như ta nhớ không làm thì nơi này là thế tử tự mình tìm tới mà, đúng chứ? Tạm biệt thế tử. Bệ hạ, nếu hôm nay thế tử không xuất hiện ở trên thần đạo, đế đô đã không còn dáng vẻ như bây giờ ta nhìn thấy. Quy Trần biết rõ khó khăn của bệ hạ, nhưng dù gì Quy Trần cũng chỉ là người ngoài cuộc. Thiên Khởi Thành này quá rộng lớn, Quy Trần không thể nhìn rõ. Người ngoài cuộc, cho nên thế tử không cho trẫm giết Doanh Vô Ý. Bệ hạ muốn biến cả Thiên Khởi Thành này thành chiến trường hay sao? Từ lâu thiên hạ này nơi nơi đều là chiến trường. Có lẽ là bệ hạ đã nói đúng, nhưng Quy Trần cho rằng không phải tất cả mọi chuyện đều dùng kiếm mới có thể giải quyết được. Ly Quốc Công có lẽ không phải như bệ hạ đã nghĩ đâu.
Doanh Vô Ý cưỡi ngựa lên điện, đã giơ ngang lưỡi kiếm trước mặt trẫm rồi. Trẫm nên nghĩ sao vậy hắn? Nhưng chắc chắn là bệ hạ cũng biết rất rõ, quốc gia như Liên Quốc nếu như không chinh phạt, họ chúng còn thể sống tiếp được. Chinh phạt ai? Chinh phạt trẫm sao? Ở trong lòng Doanh Vô Ý kia, trước nay không hề coi trẫm là hoàng đế. Nếu biết trước mọi chuyện đều là hiển nhiên, quốc tặc của Đại Vận, trẫm tự mình chém giết. Bị hả? Thế tử đừng nói thêm gì nữa. Chuyện của Đại Vận ta không cần một người ngoài cuộc lo lắng đâu. Đem lòng từ bi của ngươi trở về Thảo Nguyên đi. Thế tử rất thích Vũ Nhiên quận chúa đúng không? Phải. Nếu như có một ngày muốn thế tử giết 10 vạn người để đổi mạng của Vũ Nhiên quận chúa, thế tử có giết không? Lòng từ bi của thế tử không chỉ đã trao cho trẫm, cũng đã trao cho Doanh Vô Ý. Ở trong lòng của thế tử, cả thiên hạ đều đáng thương. Trong tay người nắm thanh kiếm sắc bén nhất thiên hạ, nhưng người vốn dĩ không muốn dùng. Khi người ngươi quan tâm đều chết hết rồi, thanh kiếm trong tay ngươi còn có ích gì hay không? Hôm qua ta đã hứa với A-tô-lạc sẽ cùng huynh ấy về Hãng Châu. Nghe nói là tuyết ở đó có thể cao tới bắp đùi, chắc chắn là rất lạnh. Nên trước khi chúng ta đi, nhất định phải mua mấy cái áo choàng trang sức đây. Ê, bên đó kìa. Khách quan ơi, ghé qua xem hàng đi. Tơ lụa đẹp Duy Phẩm Các à, đi thong thả. Dạ à, dạ xin mời xem qua. Ngươi đi làm việc đi. Dạ. Cô nương, cô đúng là biết nhìn hàng. Số áo lông này đều là chúng tôi chuyển từ Hàng Châu tới, mặt bền và chắc chắn lắm. Cả Thiên Khởi cũng chỉ có Duy Phẩm Các chúng tôi dạ, có thôi. Cho cô nấy thử đi. Dạ được. Nè, đến đây phụ một tay đi. Dạ. Cách ăn mặc của tiểu ca chắc là quân sĩ Ly Quốc rồi. Người Ly Quốc lúc đi săn bắn là phải đánh tay không cùng với mãnh thú. Tôi nhìn thấy mắt của cậu chắc chắn có thể tay không giết một con gấu. Cô nương à, mặc xong rồi, cô coi đi. Áo choàng lông này đúng là rất đẹp, chỉ là y phục bên trong có hơi xấu. Quên cởi nó ra đi, rồi thử lại lần nữa. Hả? Sao vậy? Quên coi bản thân là người Ly Quốc thật rồi sao? Bà chủ à, ta lấy cái áo này, rồi tìm một cái thích hợp cho dì cô nương này đi. Được rồi. Được. Quên thích y phục của Ly Quốc như vậy, tới lúc đó quên cứ mặc đi. Ê, Vũ Nhiên à, bà chủ à, giữ lại cái này cho ta. Được. Hôm khác ta tới lấy. Vũ Nhiên, Vũ Nhiên đừng có giận mà. Áo giáp cởi ra mặc vào rất lâu. Người Ly Quốc này có gì tốt đâu chứ. Sao huynh không thể đợi xa họ? Cô kêu nương, hắn trả. Quân gia. Ta cũng là người lớn lên trong bụng đất, ta ở cùng với bọn họ lại cảm thấy khá tự tại. Vậy ý của huynh muốn nói là huynh ở bên cạnh ta không tự tại sao? Không phải. Ta còn nợ Ly Quốc quận chúa 2 chuyện chưa hoàn thành. Cô ấy giúp trả thù giết mẹ của ta, ta không thể vong ân phụ nghĩa. Vậy có khi nào huynh theo cô ta? Không có đâu. Chà. Chà. Làm gì vậy? Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Trời, thế tử phi
chúng ta lại gặp nhau rồi. Sư cô không ở bên cạnh phu quân của mình, cứ chạy ra ngoài làm gì? Có phải cô càng ngày càng rảnh rang, sao ta cứ thấy cô hoài vậy? Đúng đó, ta ra ngoài tìm nô lệ của ta. Ai kêu huynh chạy ra ngoài, đeo mặt nạ lên cho ta. Không được đeo. Ai cũng nói người Liên Quốc các người giả mang. Quả nhiên là vậy, ngày nào cũng chỉ biết cầm cái rô nát quốc 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 quốc. Chó khôn thì biết không chặn đường, Liên Quốc quận chúa lại không biết. Dừng ở đây làm gì chứ? Mà đi tiếp cho ta. À, dạ. Ta không nói đi tiếp, ai dám đi chứ? Tại sao lại không được đi? Đi tiếp đi. Không được đi. Hai vị tiểu thư à, chiếc xe nhỏ này không đi nổi nữa rồi. Tiểu nhân cũng chỉ kiếm miếng ăn thôi. Mời hai vị đại tiểu thư giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân đi mà. Hay là chúng ta... Im đi. Bỏ đi, hôm nay trời đẹp, không so đâu với cô nữa. Cơ giả, đi săn với ta. Đi săn hả? Đi săn cái gì chứ? Cơ giả, phải đi câu cá với ta. Cô cố ý gây sự với ta đúng không? Câu cá ngày nào không được, hôm nay bắt buộc phải đi săn. Đi săn dựa vào đâu là phải hôm nay chứ? Muốn đưa cơ giả đi chứ gì? Được, thắng ta rồi, ta để cô đưa hắn đi. Nói, thi gì hả? Cô nói thi gì thì sẽ thi cái đó. Được, đây là cô nói đó nha, đừng hối hận. Trước đây không phải cô muốn đưa cơ giả đi uống rượu sao? Hôm nay chúng ta thi uống rượu, nếu như cô uống thắng ta, cô đưa cơ giả đi, ta quyết không nói hai lời, quyết không hối hận. Uống thì uống. Dũng Nhi không uống được mà. Rượu của đế đô này vẫn là không đủ nhã hứng. Có phải không Vũ Nhiên quận chúa? Chán quá đi. Rượu của đế đô thì sao chứ? Ta cảm thấy so với rượu của Lì Quốc các người ngon hơn nhiều. Rượu của Lì Quốc vừa đắng là vừa chát, rẻ tiền. Cô uống rượu của Lì Quốc chưa mà nói vậy? Cô uống chưa? Hỏi cô đó, cô uống chưa? Thì sao ta lại chưa từng uống chứ? Uống chưa hả? Thì chưa uống. Vậy cô khoáng lát gì? Bỏ đi bỏ đi. Mỗi người một sở thích. Vũ quận chúa, mắt thẩm mỹ của cô quả thật là ta không dám hùa theo. Cô không thích chúng tôi như vậy, vậy rượu của chúng tôi cô đừng uống nữa. Được. Rượu của cô ta không dành với cô. Vậy chó mà ta lượm về được, cô cũng đừng dành với ta chứ. Hả? Cơ giả. Quên ấy không phải chó của cô. Cơ giả là của ta, cả đời chỉ có thể là của ta. Được thôi, cô muốn hắn là của cô cũng được. Uống rượu, thắng được ta rồi nói. Uống thì uống. Vũ Nhiên. Vũ Nhiên, đừng uống nữa mà. Cô uống quá nhiều rồi. Đừng có uống nữa mà. Có được không? Chúng ta không uống nữa. Nghe ta nói đi mà. Cơ giả. Mấy lâu nay Quỳnh bỏ đi đâu vậy? Quỳnh trở về rồi. Ta trở về rồi. Về rồi. Ta về rồi.
Quỳnh có thể đừng đợi xa ta nữa có được không? Được, ta sẽ không rời xa cô nữa. Sẽ không rời xa nữa. Ta mãi mãi sẽ không rời xa cô nữa. Ta rất thích Quỳnh. Ta rất thích Quỳnh. Để ta giúp cô. Thế tử, sắp xếp cổ tịch rất mất công sức, để ta tự làm được rồi. Nhìn thế tử cao mày nhăn nhó như vậy là xảy ra chuyện gì rồi? Mới vừa lúc nãy ta đã đi gặp bệ hạ. Ca ca sao nói chuyện gì với thế tử ta có thể đoán ra được. Từ xưa tới nay thiên tử đều là cô độc một mình, nhưng ca ca lại muốn có một bằng hữu. Bây giờ bằng hữu sắp rời xa người, tâm trạng của người cũng có thể hiểu được. Chỉ là thế tử quả thật là có chuyện cần phải đi làm. Là một nơi như là đế đô này cũng không thích hợp với người như thế tử. Bệ hạ cũng không quán trách ta điều gì. Chỉ là ta luôn nghĩ tới một câu bệ hạ nói với ta. Bệ hạ nói trong tay của ta nắm một thanh kiếm sắc bén nhất thiên hạ, nhưng không muốn dùng nó. Vì nếu như ngày nào đó người ta quan tâm đều chết hết rồi, ta chỉ nắm kiếm ở trong tay còn có ích gì chứ? Chuyện trong tương lai để tương lai tính vậy. Ta không giống như ca ca mình. Ta không cảm thấy thế tử là một người nhu nhược không quyết. Chỉ là trong lòng Quỳnh vẫn chưa nghĩ xong. Một khi Quỳnh đã đưa ra quyết định, chắc chắn Quỳnh sẽ là người cố chấp hơn bất cứ ai. Hy vọng ta vẫn còn thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Đây không phải là quyển trụ thế tử đã đốt sao? Món quà này không có hiệu quả thần kỳ gì, nó chỉ chứa đựng một sự thật thôi. Thế tử, thế tử còn nhớ quyển trụ đó hay không? Ta từng nhờ người đưa cho thế tử. Thế tử đã không xem xét thật kỹ. Ở trên đời này có một số thứ dù thế tử coi hay không coi, thật ra nó đều tồn tại. Xin mời tới coi đi, tới coi đi. Đưa tập bánh bao đây. Rau xanh đây, kéo hồ lô đây, kéo hồ lô ngọt đây. Có lẽ chính là nơi này rồi. Tại sao bản đồ lại chỉ tới đây vậy? Nơi này có gì để coi chứ? Nhưng nếu bản đồ đã chỉ tới đây, chắc chắn là có lý do của nó. Bọn họ đang tập luyện, rõ ràng là thuộc chiếc cười. Đi theo ta. Ta muốn ăn bánh gạo. Chị tới vội vàng quá, lần sau đem bánh gạo cho muội. Tỷ chưa, tỷ tỷ cả đem bánh gạo cho tụi muội không vậy? Lần sau tỷ tỷ đem cho muội nha. Đi chơi đi. Quỳnh còn bản đồ này,
Rõ ràng tháp có 7 tầng, nhưng mà chỉ có 5 tầng. Nếu như không phải bản đồ giả sai thì là dưới đó có 2 tầng. Đi. Cẩn thận. Đây. Đây là... Đây chính là... Đây là ngân khố bị hạ giấu riêng sao? Ngân khố? Tại sao ngân khố lại ở đây? Bái kiến công chúa điện hạ thế tử. Bái kiến công chúa điện hạ thế tử. Các ngươi, nơi này thực ra là sao hả? Nơi này là nơi bệ hạ tịch thu tiền của tham quan ô lại, chỉ có một mình bệ hạ biết chuyện. Chúng tôi cũng là phụng lệnh canh giữ. Có điều tiểu chu tỷ tỷ không phải là người ngoài, tôi nghĩ chắc là bệ hạ không nổi giận đâu. Nhưng mà là một chuyện lớn như vậy, trước nay ca ca chưa từng nói với ta. Bệ hạ nói rồi, mỗi ngày tiểu chu tỷ tỷ phải lo nghĩ quá nhiều chuyện, chuyện nhỏ như vậy một mình bệ hạ có thể hoàn thành, không cần tỷ tỷ phải biết. Từ nhỏ chúng tôi đã là cô nhi, mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống không biết ngày mai. Cũng may có tỷ tỷ thường đem bánh gạo tới mới được sống tiếp. Những lời lúc nãy nói với tỷ tỷ, không dám nữa lời gian dối. Ta nghĩ chắc chắn bệ hạ có chuyện khó xử mới không nói với cô thôi. Công chúa điện hạ không cần để trong lòng đâu. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên trở về thì hơn. Muốn dẫn chuyển lượng lớn vàng thỏi khỏi đế đô vốn là chuyện không thể. Ca ca đã chuyển chúng xuống tầng ngầm của đế đô từ lâu. Thực ra từ lâu người đã mở kim khố riêng quy động tiền vàng. Mấy đứa trẻ còn đi học cầm dao đó đều là tử sĩ mà huynh bồi dưỡng. Cả Tôn Chi Mạc cũng là người của huynh từ lâu rồi. Doanh vua ế đều huynh giao kim khố hoàng thất để làm quân phí, huynh không đồng ý đưa, nhưng lại muốn che đậy sự thật huynh đã động vào số vàng đó. Cho nên huynh đã lợi dụng Tôn Chi Mạc rồi giáo quả cho cô. Sẽ không ai hay biết chuyện này. Thì ra kẻ trộm đó lại chính là bản thân hoàng đế. Sao muội có thể nói ca ca là kẻ trộm chứ? Ca ca, lâu nay huynh luôn nói muội thông minh nhất, vậy huynh nên biết huynh không thể giấu muội được. Lâu nay ca ca chưa từng nghĩ sẽ giấu muội. Muội muốn hỏi gì cứ hỏi là được. Ca ca đã bắt đầu đụng tới số vàng đó từ lúc nào? 6 năm trước, trẫm vô tình phát hiện ra một cách có thể tự mình mở ra ngân khố riêng. 6 năm trước? 6 năm trước doanh vua ế cũng chưa tiến vào đế đô, ca ca đã đụng vào kim khố rồi. Tại sao lại làm như vậy? Vì muốn chống lại cô. Lúc đầu trẫm chỉ động vào một số ít vàng để làm một nơi dạy học và nuôi dưỡng mấy tên tử sĩ. Về sau trẫm phát hiện vàng là một món đồ rất tốt, có thể mua được tử sĩ, càng có thể mua người trung thành với trẫm, nên mới càng dùng nhiều hơn. Sau đó nữa doanh vô ế đòi trẫm đưa quân phí, trẫm không muốn đưa hắn, nên mới nghĩ dứt khoát chuyển sạch ngân khố đó đi. Trẫm là hoàng đế của Bạch Thị, ngân khố đó vốn là của Bạch Thị ta. Muội muội cho rằng trẫm làm sai rồi hay sao? Muội muốn trẫm giống như thế tử kia, ôm kiếm không ngồi đợi, đợi khi quốc gia của Bạch Thị tới hồi kết mới phấn đấu. Còn kịp nữa hay sao? Nhưng lẽ nào ca ca không biết rằng chiến quả một khi bắt đầu thì không thể quay lại? Cho dù huynh có được giang sơn, đó cũng là một giang sơn dụng dở. Giang hồ dở dụng cũng là giang sơn của Bạch Thị ta.
ca ca người biết rất rõ. Trước nay muội không được coi là một bạch thị công chúa thực thụ. Từ trước tới nay, muội chỉ là muội muội của Quỳnh mà thôi. Là bởi vì ca ca nói với muội, Quỳnh muốn là một hoàng đế tốt. Cho nên bao nhiêu năm qua, muội vẫn luôn dốc hết sức mình giúp đỡ cho Quỳnh. Ở trên thế gian này, người Trẫm tin tưởng nhất chính là muội. Nếu như cả muội cũng không tán đồng cách làm của Trẫm, Trẫm làm mọi chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa? Lời muội đã nói, Trẫm sẽ suy nghĩ thật kỹ. Thế tử đã biết rồi sao? Khởi bẩm thế tử, có người để lại một phong thư cho người. Đêm nay phố chợ có hội đèn lễ thanh thu, ta và cơ giả sẽ đợi Quỳnh ở trên cầu Hoa Nhai. Không tới là Quỳnh chết chắc rồi đó. Thế tử, công chúa Điện Hạ tới rồi. Đây là canh hầm tự nhân sông của Tấn Bắc Tiến Cống, ta cố tình đem cho Quỳnh. Công chúa khách sáo quá. Thế tử đang định ra ngoài sao? Phải. Vũ Nhi và cơ giả đã hẹn ta đi coi hội đèn, ta đang chuẩn bị ra ngoài đi. Ta tới chỉ muốn bàn bạc với thế tử chuyện của ca ca ta. Mời. Ta đã gặp ca ca rồi. Ca ca nói Quỳnh ấy sẽ xử lý chuyện sau đó, chỉ là cần có chút thời gian. Nếu bệ hạ có thể nói được làm được tất nhiên là tốt rồi. Chỉ là Quy Trần muốn hỏi công chúa. Cô hiểu rõ bệ hạ thật sao? Ta và ca ca từ nhỏ lớn lên bên nhau, nếu như cả ta cũng không hiểu rõ thì trên đời này sẽ không ai hiểu người. Thế tử có còn nhớ trên đường đi đến Giang Phản Hồ ta đã nói với Quỳnh thân thế của mình không? Hồi lúc ta còn nhỏ, quy tắc của Thái Thanh Cung chính là tiên đế cưỡi rồng về trời, người của tiên đế cũng phải tuẫn tán theo, để đề phòng mẫu thần lấy danh nghĩa phò tá con nhỏ tạo phản. Quy tắc của hoàng gia trước nay nghiêm ngặt, năm đó nếu không có ca ca, ta vốn không thể sống sót được. Thời điểm đó người mới vừa kế chị chỉ là một con rối, vốn không có thực quyền gì. Người nhìn những người cũ của tiên đế cứ từng người một lần lượt bị lôi ra xử tử, muốn cứu lại không thể cứu. Nhưng không ngờ tới lượt ta. Đừng coi chúng tôi ơi. Đừng ra. Ta nói cho các người biết, ai dám động vào mũi ấy, ta giết cổ tộc của các ngươi. Nếu ai dám giết ta, Quỳnh ấy sẽ giết sạch cổ tộc của kẻ đó. Như vậy mới bảo vệ được ta. Cho nên không cần biết đế đô này có phải bùng lầy không, thậm chí là địa ngục, ta đều sẽ bảo vệ ca ca ta. Nhưng bây giờ ta lại có thêm một người phải bảo vệ, chính là thế tử Quỳnh.
Công chúa, chẳng được công chúa và bệ hạ đã qua quả thật không dễ dàng gì. Có điều thân là bằng hữu của bệ hạ, có nhiều lúc cảm thấy người có hơi xa lạ. Ca ca đã giấu ta nhiều năm như vậy, chắc là không những ta muốn ta biết mấy chuyện dơ bẩn này. Lâu nay ta luôn là mưu sĩ đứng sau ca ca, bao nhiêu năm qua chuyện ta đã làm cũng không phải là đường đường chính chính. Nếu như thái tử biết hết tất cả, chắc chắn là cũng sẽ coi thường ta. Không được. Cũng không còn sớm nữa, thái tử mau ra ngoài đi, bỏ qua qua khôi du hành sẽ rất đáng tiếc. Theo như ý của bệ hạ, tất cả chứng cứ đều đã bị xóa sạch. Số vàng được xử lý như thế nào rồi? Đã tìm một kho tạm để cất giữ, nhưng e là không phải nơi bí mật tuyệt đối. Ở đế đô người Ly Quốc rất nhiều tai mắt, phải mau chóng di chuyển đi. Tiểu Chu và Thế Tử không nói chuyện này với người khác chứ? Ít ra Ly Quốc công vẫn chưa biết chuyện. Nếu không, vào thời khắc này, người đang đứng trước mặt bệ hạ không phải là thần, mà là Ly Quốc công rồi. Đại tông chủ vẫn chưa tới tìm bệ hạ để nói chuyện này sao? Ừ, chỉ có một mình Tiểu Chu tới đây. Thế tử nhìn giống ôn nhu, thật ra nội tâm lại rất cố chấp. Thiên khu mà hắn nhận định chính là phải bảo vệ yên bình, phò tá chính nghĩa. Trong mắt của hắn ta, chính ta phân định quá rõ ràng rồi. Trên đời quả thật còn có kẻ tính khí trẻ con như vậy. Muốn cùng người như hắn hoàn thành đại nghiệp là trẫm sai rồi. Nhưng thế tử là thủ lĩnh của thiên khu, suy nghĩ của hắn sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Trẫm có một chuyện này muốn hỏi lão sư rất lâu rồi. Bệ hạ cứ nói. Đại tông chủ và thiết hoàng, ai mới là lãnh tụ thật sự của thiên khu? Từ xưa tới nay, ai là kiếm chủ của thương dân cổ sĩ kiếm, người đó là đại tông chủ. Các tông chủ khác đều là người đi theo đại tông chủ. Nhưng mà đại tông chủ nhiệm kỳ trước, U Trường Cát sau khi mất mạng, trong suốt 14 năm thiên khu không có lãnh tụ, đều là thiết hoàng đại nhân một mình gánh vác tổ chức. Thiết hoàng là người từng trải nhiều chuyện lớn, chắc ông ta có thể hiểu chỗ bất đắc dĩ của trẫm. Nếu như chúng ta được thiết hoàng ủng hộ nhiều hơn, có thể bỏ qua ý kiến của đại tông chủ không? Chỉ e là không đơn giản như vậy. Đại tông chủ chính là kiếm chủ của thương dân cổ sĩ kiếm. Tuy thiết hoàng có uy nghiêm, nhưng chỉ cần đại tông chủ đứng ra, thiết hoàng e là rất khó điều động thiên khu. Chỉ e là đại tông chủ đã không còn tin tưởng trẫm nữa. Chuyện này lão sư vẫn chưa biết. Đại tông chủ nói hắn muốn về Hãng Châu. Nếu hắn bỏ mặc thiên khu không màng, các võ sĩ thiên khu có ủng hộ hắn không? Dạ còn. Nếu trên đời chỉ có thiết hoàng, vậy chuyện này đơn giản rồi. Xin bệ hạ nghĩ lại. Lão sư hiểu lầm ý của trẫm rồi. Người vừa lão sư của trẫm, vừa là võ sĩ thiên khu, hai thân phận đối với người mà nói, cái nào quan trọng hơn? Với thần mà nói,
quan trọng như nhau. Lễ thanh thu ở đế đô còn náo nhiệt hơn năm ngoài nữa. Ai cũng nói đế đô là thành thị phồn hoa nhất Đông Lục, dĩ nhiên náo nhiệt hơn năm ngoài rồi. Ai nói với huynh vậy chứ? Vậy lúc không có bằng hữu, thành thị có náo nhiệt hơn cũng không có vui đâu. Lúc có bằng hữu ở bên cạnh, ta thấy dù là sơn thôn nhỏ cũng có sự khác biệt. Ước gì ngày nào cũng được đốt pháo. Wow, nhìn đẹp quá. Ồ, đẹp quá. Đẹp thiệt á. Đẹp quá. Náo nhiệt quá. Đẹp quá, đẹp quá. Từ từ, chờ mỗi giây. Qua đây xem nè. Đẹp quá kìa. Bên này đẹp hơn. Bên này cũng đẹp lắm nè. Thấy chứ, tao phải nói chung đẹp ha. Nhìn bên này đi. Đẹp quá. Đúng này, đúng là thật náo nhiệt. Đây, 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 đây. Wow. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Thiết Hoàng đại nhân, nghe nói đại tông chủ muốn về Thanh Dương, có thể nói chuyện với đại tông chủ không? Hôm khác có được hay không? Ta không muốn cho bằng hữu của ta đợi quá lâu. Chỉ là mấy câu thôi. Mời vào bên trong. Đại tông chủ xuất hiện trên thần đạo, ta không bất ngờ chút nào. Trong lòng của đại tông chủ cho rằng thiên khu nhỏ sĩ đoàn không nên làm như vậy, đúng không? Với quy vọng của Thiết Hoàng đại nhân, hiểu biết về người thiên khu võ sĩ đoàn chắc chắn là hơn ta rồi. Nhưng theo quy trần thấy thì giết Ly Quốc Công không phải là chuyện võ sĩ đoàn nên làm. Vậy đại tông chủ cho rằng thiên khu võ sĩ đoàn nên làm những chuyện gì? Bảo vệ yên bình cho cả thiên hạ. Yên bình? Phía sau một sự yên bình đều phải trả một cái giá bằng máu. Nếu như giết một người vô tội có thể cứu tính mạng của ngàn vạn sinh linh, đại tông chủ có đồng ý giết kẻ đó hay không? Cũng không. Kính phục đại tông chủ có ý nghĩ kiên định như vậy. Khách quan đi thông thả. Sao A-tô-lạc vẫn chưa tới vậy? Thiệt, thiệt đó. Đẹp quá, đi. Mau nhìn bên này đi. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Qua kia coi đi. Wow. Wow, đẹp thiệt, đẹp quá. Wow. Hay quá, hay quá. Hay quá. Hay lắm, hay lắm. Ai mà đẹp quá vậy? Coi kìa, coi kìa. Hay quá. Đẹp quá, đẹp quá đi. Hay lắm. Quá náo nhiệt kìa. Kìa. Quá. Hay quá, hay quá. Đẹp quá, đẹp hay quá. Hay lắm. Đẹp quá đi. Quá. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm. Hết nè. Thiệt là náo nhiệt quá. Nước tới rồi kìa. Có kìa, có kìa. Đoàn rước tới rồi kìa. Đẹp quá. Đẹp thiệt. Wow, đẹp quá.
Hay quá. Đường nó đẹp thiệt. Hay quá. Tránh ra cho một coi với. Ngươi và ta không phải người cùng đường, không thể cùng nhau đi tiếp được nữa. Ta xin lỗi.